Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 76, Tìm hiểu Bị nhị lão thái thái đồng thị biết được chuyện thành quốc công thì tương đương với để bà ta nắm chặt cha trong lòng bàn tay. Mánh khóe mượn đao giết người kiểu này, lầm gì đã gặp quá nhiều rồi trần doãn viễn lăn lộn trên quan trường nhiều năm như vậy ít nhiều cũng biết cái gì nên làm cái gì không huống chi bản thân ông luôn cảnh giác với đồng thị phúc kiến mưa suốt mấy ngày liền đường rất khó đi con lại sợ hội kinh trễ nên chạy suốt đêm à kiến mưa mấy ngày liền đường rất khó đi nhị lão thái thái đồng thị nói mà mặt không hề biến sắc về được là tốt rồi sau này ra ngoài nhớ phải đưa tin bình an về nhà vợ cậu lo lắng thấp thỏm đến nỗi heo hon cả người. Ở bên ngoài sông pha phấn đấu cho công danh quan trọng, nhưng cũng không thể ngó lơ người nhà. Đồng ma ma bên cạnh cũng góp lời, vừa rồi lão thái thái đang ngủ thì bỗng gặp ác mộng, gọi tam lão ra thật to, khiến bọn nô tỳ giật bắn mình. Cánh tay đang bưng trà của lâm di thoáng khựng lại. Sau khi kinh hãi qua đi, nhị lão thái thái đồng thị bắt đầu ra vẻ thành tâm kể chuyện nhà vơ bốn y con trai con dâu. Năm đó phụ thân các cậu cũng khiến ta cả ngày ngủ không yên, luôn mơ thấy ông ấy bị thương. Mặc dù bây giờ các cậu không ai tòng quân nữa, nhưng thể cục triều đình biến đổi khó lường, hơi sơ ý là sẽ gặp họa lớn ngay. Tiêu thị nghe nói tại nghĩ đến vẻ mặt của trượng phu đòi ra mặt tố cáo thành quốc công khi nãy, thế là lại xúc động rơi nước mắt lã trá. Thấy cảnh đó, mắt đồng ma ma hơi sáng lên. Lâm Di đứng ở một bên nhìn, tình hình bây giờ không quá rõ ràng, nhưng chắc chắn nhị lão thái thái đồng thị đã nhận ra được gì đó. Xem ra không che giấu được rồi. Trần Doãn viễn cung kính nói, con đã biết à, việc nhỏ ta mặc kể, nhưng có đại sự thì cậu nhất định phải tìm ta và hai ca ca cậu thương lượng tử tế. Nhị lão thái thái đồng thị nhìn chằm chằm Trần Doãn viễn, ta già rồi, không có tâm trí lẫn sức lực như mấy người trẻ tuổi các cậu, ta chỉ mong gia đình được bình yên thôi. Đến tuổi này là đã đặt một chân xuống mổ rồi, còn cầu cái gì nữa chứ? Nếu như phụ thân các cậu có thể còn sống, vinh hoa phú quý gì đó ta đều không cần. Tiểu tiêu thị càng khóc tợn hơn, Trần Doãn Viễn trở về từ cõi chết cũng thấy xúc động theo. Lâm Di tiến lên nắm tay tiêu thị, đống ma ma bên cạnh thở dài nói, nhị gia và lục tiểu thư còn nhỏ, không hiểu được nỗi khổ tâm của tam thái thái. Người ta thường nói, không quản gia thì không biết quý củi gạo, chưa nuôi con thì chưa hiểu được công ơn của cha mẹ. Câu này của đồng mama thật sự tựa mũi kim đâm vào ngực tiêu thị, khiến khoảng cách giữa bà và hai đứa con như bị kéo dài ra. Người phụ nữ nào nghe được lời này mà không dâng trào cảm xúc chứ? Ánh mắt tiêu thị sầu khổ nhị lão thái thái đồng thị ngồi thêm một lúc rồi bảo đẳng ma ma diêu mình trở về nghỉ ngơi. Trần Doãn viễn dẫn vợ con đưa tiễn đồng thị ra ngoài. Vừa ra tới hành lang, nhị lão thái thái liếc mắt nhìn đồng ma ma, nhìn ra không? Đồng ma ma gật đầu, tam lão gia ở Phúc Ninh đã gặp chuyện gì đó. Không những là gặp chuyện, mà còn không phải là chuyện nhỏ. Nhị lão thái thái đồng thị trao mày, đi hỏi thăm một chút. Xem có ai trở về cùng với lão Tam không?" Đồng Mama đáp, "Nô tỳ đi sắp xếp ngay đây." Nhìn dáng vẻ của lão Tam thì không giống là chuyện nhỏ, tuy thằng đó luôn không biết che giấu, rốt cuộc cũng để lộ thôi, nhưng biết sớm là chuyện gì vẫn tốt hơn. Tiêu thị vụng về kiểu đó, hơi không lưu ý thì lão Tam sẽ gặp đại họa ngay. Nhị lão thái thái đồng thị nhất định sẽ nhanh chóng dò ra chuyện cha trở về cùng với gã sai vặt của Khang quận vương muốn yên ổn qua ải này tuyệt đối hề dễ. Lâm Di khẽ siết khăn gấm trong tay, cẩn thận suy ngẫm lời cha nói. Theo lý thuyết, chưa tìm được chủ thì phải tiếp tục tìm, tại sao gã sai vặt kia lại nhắc tới chuyện hồi kinh đưa tin? Chủ thập cử thông minh như vậy, sẽ không dễ dàng để bị người khác hại chết, chủ nhân mất tích mà gã sai vặt vẫn khăng khăng hồi kinh. Thấy trong phòng không còn người ngoài, Trần Doãn Viễn kể lại chuyện ở Phúc Kiến ta không dám kinh động đến quan binh phúc kiến, sợ cho dù tìm được ngài ấy cũng không có đường sống, đành phải nhờ vài quan viên quen biết điều động người nhà tìm dọc theo bờ sông, còn bọn ta thì đưa tin về kinh. Người sống gần sông nước đều biết, chỉ cần trong vòng ba ngày tìm không thấy, trên cơ bản sẽ chẳng còn cơ hội sống. Phúc kiến bị lũ lụt hàng năm, số người mất tích và chết không thấy xác nhiều chẳng biết bao nhiêu mà đếm lúc trước có một vị chuyên về vận chuyển trên sông quen thân với cha nàng cũng bị lũ cuốn mất dù đã huy động rất nhiều quan binh vẫn không tìm được thi thể người nhà cũng chỉ có thể chôn một bộ quân phục trong mộ tượng trưng có lẽ cha cho rằng khang quận vương nhất định không thể sống sót cho nên mới sống hay chết về nào cũng khó khẳng định do kiếp trước nên nàng luôn không muốn cha có dính dáng gì đến khang quận vương chẳng lẽ người nàng một mực đề phòng cứ như vậy chết rồi sao hôm ấy lúc rời khỏi trịnh gia, chu thập cửu trông vô cùng tự tin kia mà. Cha, lầm gì bỗng nghĩ đến một chuyện, Khang Quận Vương có nói tại sao ngài ấy lại đến Phúc Kiến không? Trần Doãn Viễn tỏ ra ngạc nhiên, Khang Quận Vương đi xử lý công việc, thuận đường tạt ngang Phúc Kiến đưa ta thư nhà mà. Bút tích trên thực rõ ràng là của con, sao con lại không biết? Thuận đường tạt ngang để đưa thư nhà. Nói cách khác, từ đầu đến cuối chu thập cửu muốn làm gì, hoàn toàn không để cho ai khác biết. Vậy chuyện rơi xuống sông rất có thể cũng là giàn cảnh. Lầm gì bỗng hiểu ra, người hoàng thượng bí mật phái đến Phúc Kiến, nếu chưa gì đã bị hại chết ở Phúc Ninh, hoàng thượng chắc chắn sẽ giận tím mặt. Huống chi chu thập cửu còn không phải quan viên bình thường, mà là tôn thất. Ngay cả tôn thất mà cũng dám giết, tội còn nặng hơn cả tham nhũng nếu Chu Thập Cửu đã mưu tính từ trước, vậy có thể dựa vào chuyện này kéo thành quốc công xuống nước sâu hon. Chu Thập Cửu là kẻ không từ bất kỳ thủ đoạn để đạt được mục đích, từ cách anh ta lợi dụng cha để tranh công ở kiếp trước đã có thể nhìn ra. Tất nhiên anh ta cũng sẽ không mại dùng mạng của chính mình làm tiền đặt cược, cha đừng vội, ngày mai tìm bá tổ mẫu thương lượng một chút đã. Chẳng phải cha luôn dạy chúng con rằng gặp chuyện không nên hoảng sao trần doãn viễn nhìn đôi mắt sáng ngời của con gái nghĩ đến lời mình dạy dỗ hai con lúc trước thì thở dài con gái nói cũng có lý lúc đại chu khai quốc đất đai tốt nhất kinh đô đa phần đều được ban cho tôn thất tổ phụ của khang quận vương là con trai thứ chín của thái tổ đương nhiên khác biệt với các tổn thất nhàn tản còn lại được ban thường phủ đệ hẳn hoi về sau bị cắt tước thì nhà anh ta ngay cả tôn thất chính thống cũng không được tính chỉ có thể được lưu tên trên sổ sách phần các tôn thất bị cắt nước thôi. Tôn thất bị cắt tước không được triều đình trợ cấp, nhà cửa chẳng bằng cả của quan lại bình thường. Chu phu nhân bưng chén trà có nắp khắc hình mẫu đơn bốn màu lên nếm thử trà bích loa xuân trong chén, thỉnh thoảng lại dùng hộ giáp bằng noãn ngọc sờ nhẹ đáy chén. Bích loa xuân là một trong những loại trà nổi tiếng trên thế giới và được phong với cái tên đệ nhất của trà xanh. Bích Loa Xuân trong lịch sử cổ đại được gọi với cái tên thô tục như hương thơm giết người, hay Phật bị cám dỗ, có nơi gọi với cái tên trà thủy nguyệt, ám chỉ chuyện trăng gió nhục dục. Sau đó được Khang Hy đổi tên thành Bích Loa Xuân. Quân vương gia thật sự không nên hài lòng với phu nhân như thế. Thân ma ma ở một bên nhỏ giọng nói, nếu không nhờ phu nhân, làm sao quân vương gia có thể kế thừa tước vị chứ? lúc bị cắt tước thì toàn bộ phủ đệ và đất đai đều bị tịch thu hết. Cả nhà lão quận vương túng thiếu đến mức không có cơm mà ăn, may mà được lão gia và phu nhân cứu giúp. Cả huynh đệ ruột thịt cũng không làm được vậy, huống hồ lão gia và lão quận vương còn không phải từ cùng một nhánh mà ra. Chu phu nhân đặt chén trà trong ta xuống bàn, bên ngoài đều nói chúng ta trèo cao, nhà lão quận vương mới là thân thích hoàng gia đích thực còn tôn thất nhàn tản như chúng ta về sau cuối cùng cũng phải dọn ra khỏi kinh hết thôi. Thân ma ma dùng chùy mỹ nhân đầm bắp chân cho chu phu nhân, đến thái hậu và thánh thượng cũng dặn quận vương gia phải chu đáo hiếu thảo với lão gia và phu nhân mà. Còn khen lão gia với phu nhân phúc hậu, nếu tổn thất nào cũng thế thì con cháu chu thị chỉ có thể càng ngày càng thịnh vương. chu phu nhân cười vui sướng, xong cũng thở dài, nói thì nói thế nhưng ai biết được tương lai chứ? Không chừng sau khi vừa thành thân triệt nhị sẽ muốn tự lập phủ đệ, cánh cứng cáp rồi muốn bay là chuyện bình thường. Thân ma ma cười tủm tỉm, chuyện này chẳng phải đều do phu nhân định đoạt hay sao? Dẫu gì quận vương gia cũng còn trẻ, quận vương phi cưới về sẽ được bao nhiêu tuổi chứ? Quản gia lại đâu phải là chuyện dễ, còn không phải cần phu nhân nắm tay chỉ dạy ư? Chu phu nhân nghe xong cũng không phủ nhận, chỉ hơi nhướng khỏe mắt, cưới vợ xong liền quên mẹ, huống chi là thẩm nương. Tâm tư thằng nhóc triệt nhi kia lại thâm sâu như vậy, chỉ mong cưới được một cô vợ có thể nắm được lòng nó thôi. Thần ma ma tiếp tục nịnh nọt, không chỉ vậy mà còn phải ngoan ngoãn, biết trên biết dưới, hiếu thuận với trường bối nữa à. Cho dù không được thẳng tính như ngũ tiểu thư ninh bình hầu thì cũng phải giống vị nhị tiểu thư nhà mẹ thái hậu ấy. Chu phu nhân khẽ cười, đó là người nghĩ thôi, con trai lớn có chỉ riêng gần đây nó qua lại nhiều với trần gia xem ra thật sự muốn tự chọn nàng dâu rồi vị trần lục tiểu thư kia quá nhiều chủ kiến sau khi vào nhà nhất định sẽ quẩy gia đình xào xáo không yên mầm họa kiểu đó tuyệt đối không thể đón về thân mama nói ngay trước đó vài ngày nô tỳ có hỏi diêu mama trong phòng quận vương diêu mama nói không thấy quận vương ra có ý gì hỏi một bà hầu ra thì ích gì nên biết rằng đám nha hoàn hầu hạ nguyên triệt bên kia đều là một lũ ăn hải chẳng đứa nào có thể khiến mình lọt vào mắt nguyên triệt hết chu phu nhân vừa nghĩ tới đây thì đan quế hớt hải chạy vào đi đến trước mặt bà ta phu nhân không xong rồi đồng ninh trở về nói rằng quận vương gia ở phúc kiến xảy ra chuyện rồi chu phu nhân sững người sau đó kinh ngạc hỏi triệt nhi đi phúc kiến hồi nào bà ta quay sang liếc nhìn thân ma ma gọi đồng ninh tới đây sau đó Đồng Ninh run rẩy quỳ trên mặt đất, vừa đau lòng rơi nước mắt, vừa kể, quận vương gia sai tiểu nhân đi mua vài thứ, chuẩn bị hôm sau rời khỏi Phúc Kiến, ai ngờ tiểu nhân vừa đi, thuyền quận vương gia ngồi liền gặp sự cố. Mặt Chu phu nhân biến sắc, suýt ngất xỉu, "Ngươi, ngươi nói cái gì? Quận vương gia thế nào cơ?" Tóc tại Đồng Ninh rối bời, quần áo lấm lem, nước mắt nước mũi tèm lem, cổ họng khàn đặc, không biết đã khóc bao nhiêu trận rồi thuyền của quận vương gia bị đắm tiểu nhân và tam lão gia nhà họ trần lùng sục suốt mấy ngày vẫn không tìm thấy quận vương gia nghe đến đó sắc mặt người trong phòng đều thay đổi chu phu nhân dường như nghe không rõ muốn đứng dậy hỏi lại nhưng vừa hơi nhóm người lên liền ngã ngửa ra sau dọa thân ma ma sợ đến tái mặt lập tức chạy tới xem mau mau đi mời lang chung phu nhân phu nhân chu gia lập tức trở nên hỗn loạn trong phòng ngoài sân đều rầm rầm mấy lời đồng ninh nói về chuyện thuyền của quận vương gia bị đắm. Trong phòng ngủ, chu phu nhân tựa cưng lên gối dựa theo hình phượng bằng chỉ tơ vàng, cụp mắt uống hai muỗng thuốc thân ma. Ma đưa tới, nô tỳ hỏi được rằng quận vương gia đi ngang qua Phúc Ninh, nhân tiện muốn gặp vài bằng hữu quen biết nên mới vượt sông. quan bình dẫn quận vương gia ra ngoài vẫn đang tìm kiếm ven bờ sông, để đồng ninh và chấn tam lão gia hội kinh báo tin. Chu phu nhân nghe vậy tiền ngẩng đầu lên, nhà môn phúc kiến thì sao? Nhà môn có phải người ra ngoài tìm không? Thân ma ma tắc đầu, đồng ninh trở về kinh ngay nên bên phúc ninh thế nào? Cũng không biết, có tin hãy lập tức cho ta hay. Chu phu nhân tiếc nhìn thân ma ma, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xem ra phải hỏi trần ra rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. mươi 77, bị bắt. Sáng sớm hôm sau, trần doãn viễn vừa định sang chỗ chi trường thương lượng biên pháp đối phó thì nhị lão thái thái đồng thị cho đằng ma ma tới mời lão thái thái mời lão gia và thái thái qua đấy a lâm di mang đôi mắt thâm quầng bước vào phòng tiêu thị vừa hay đối đầu khuôn mặt tươi cười của đồng ma ma lục tiểu thư dậy sớm thật xem ra nhị lão thái thái đồng thị đã hỏi thăm rõ ràng rồi đại lão gia nhị lão gia vẫn chưa đi làm tất cả đều tụ tập trong phòng đồng thị mọi người trong phủ bình thường đều dậy khá sớm nên lúc nghe tam lão gia vừa cứu tử nhất sinh trở về thì đều muốn tìm hiểu ngọn ngành nhị thái thái điển thị giờ này vốn đang niệm kinh cũng cầm phật châu tới đây lâm phương nhìn thấy lâm di liền hỏi tam thúc phụ sao rồi lâm di khẽ lắc đầu lâm uyển hành lễ với trần doãn viễn và tiêu thị xong cũng nói với lâm di tam thúc phụ gầy đi nhiều quá tất cả mọi người tìm chỗ ngồi xuống Nhị lão thái thái đồng thị uống một hộp trà nhạt mới đảo mắt nhìn Trần Doãn Viễn. Lão Tam, không cần giấu chuyện ở Phúc Kiến nữa. Nói cho hai huynh trưởng cậu biết đi để hai đứa nó còn cho cậu vài ý kiến. Trần Doãn Viễn nhìn tình hình này cũng biết chẳng thể che giấu được nữa. Mím môi đón nhận ánh mắt của cả phòng, không biết nên nói thế nào. Đại lão gia Trần Doãn Ninh trao mày, ở Phúc Ninh đã xảy ra chuyện gì? Nhị lão thái thái không đợi Trần Doãn Viễn trả lời đã thở dài ta chỉ hỏi cậu một câu, chuyện Khang quận vương mất tích có liên quan gì tới cậu không? Nhị lão thái thái đồng thị vừa dứt lời, chén trà trong tay Lâm Phương lập tức đổ hơn nửa lên váy nàng ta. Minh Anh giật mình, vội vàng cầm khăn tới lau váy cho Lâm Phương, định đưa chủ nhân đi thay đồ khác thì Lâm Phương lại siết chặt mép váy, chừng mắt nhìn Minh Anh, khăng khăng không chịu đứng dậy đi thay đồ. Lời nhị lão thái thái như một tia sét nổ âm trong phòng, bên tay ai cũng ong ong nên không chú ý đến Lâm Phương. Thật lâu sau Trần Doãn Viễn mới đáp, không liên quan gì với con. Lâm Di âm thầm thở phào. Trần Doãn Viễn cúi đầu, tiếp tục nói, nhưng con tận mắt thấy thuyền của Khang Quận Vương chìm xuống nước. Tay Lâm Phương run bần bật, môi bị cắn gần như bật máu, mắt liếc về phía Lâm Di ngồi cạnh đó. Lâm Di đang cúi thấp đầu, cho nên nhìn không rõ nàng đang có biểu cảm gì nhị lão gia trần doãn chu kinh ngạc nhướng cao mày tam đệ nói khang quận vương gặp nạn nhưng tại sao ta không hề nhận được tin tức nào hết vậy nếu nhà môn phúc kiến muốn điều động quan binh nhất định phải gửi văn thư khẩn báo về kinh trần doãn viễn giải thích là để cùng người nhà khang quân vương đi cả ngày cả đêm đem tin về công văn của phúc kiến chắc còn phải mấy ngày nữa mới tới huống chi vì sợ phe thành quốc công nhân cơ hội bồi thêm một đòn bọn họ không hề báo lên nha môn khi sự cố vừa xảy ra. Dọc đường hồi kinh ông cũng hệt như tội phạm chạy trốn, cầm lệnh bài của khang quận vương phóng một hơi làm chết không ít ngựa tốt, không dám ăn cũng không dám ngủ. Nhị lão gia trần doãn chu giật mình, tam đệ hồ đồ rồi ư, đệ cứ vậy trở về sao được. Chuyện này nói nhỏ là đệ thất trách, nói lớn thì chưa biết chừng đệ sẽ bị chụp tội giật dây trong vụ này. Ngộ nhỡ khang quận vương có mệnh hệ gì, đô sát viện nhất định sẽ vào cuộc, đệ đã nghĩ săn nên soạn tấu chương thế nào chưa? Trên đường trở về từ Phúc Kiến, trong đầu trần doãn viễn chỉ có mỗi chuyên tố cáo thành quốc công và chuyên nghiêm đại nhân cha ra vụ tiến công chấn áp thiên tai bị thất thoát. Nhưng nếu không đứng ra tố cáo thì câu chuyện có vẻ không được rõ ràng mạch lạc cho lắm. Thêm nữa ông cũng không cách nào giải thích vì sao sau khi khang quận vương xảy ra chuyện tại không cập tức báo tên nha môn địa phương ngược lại phải vội vã đưa tin về kinh trần doãn viễn nghĩ tới đây mồ hôi cập tức túa ra ướt đẫm vạt áo cha nàng bây giờ đang trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan bên cạnh tại có hồ sói nhìn chằm chằm đi nhầm một bước sẽ không còn đường về lầm gì nghĩ tới hôm đó lúc chu thập cửu nghe thấy nàng muốn nhờ mình đưa hộ thư khóe môi anh ta liền nở nụ cười. Nàng nghi ngờ không sai, đây chính là nước cờ sống. Cha ở Phúc Kiến lâu như vậy, dẫu giờ đã truyền về kinh nhậm chức thì cũng không thể phủi sạch tay áo. Cho nên nàng biết rõ, nhà họ sẽ bị lợi dụng mà vẫn phải đi cầu xin chu thập cửu giúp đỡ, mong ít nhất có thể nhờ vậy mà được bình an. Lâm Di nghiêng đầu nhìn sắc mặt tái mét của cha. Sau khi biết được thập cửu thúc là khang quận vương, nàng đã tận lực tránh nói chuyện với anh ta không ngờ lại vì vậy mà bỏ lỡ cơ hội hỏi rõ ràng ở trước mặt người thông minh biết càng rõ càng dễ bị thao túng nàng không hỏi nhiều chu thập cửu cũng sẽ không nói bởi vì anh ta đã sớm lường được sẽ có ngày hôm nay lâm di xiết chặt khăn tay trong ống tay áo nàng đã suy nghĩ cả đêm mới thâu đáo được điểm này đại lão gia trần doãn ninh cũng nhìn ra chỗ bất thường chẳng lẽ tam đệ thật sự có gì không thể nói ra. Trần Doãn Ninh vừa dứt lời, đồng ma ma đi ra ngoài một chuyển vừa trở vào báo. Lão thái thái nhánh cả đến là. Nhị lão thái thái đồng thị thoáng giật mình, ngay sau đó liền lộ vẻ mặt vừa mừng vừa sợ, vội vàng đứng dậy ra cửa đón. Chị dâu tới đúng lúc quá, đang có chuyện muốn thương lượng với chị dâu đây. Dứt lời nhị lão thái thái đồng thị quay sang nhìn đồng ma ma. Đồng ma ma liên tươi cười đi tới cạnh mấy người lâm huyền, không còn sớm sửa nữa. các tiểu thư đi dùng bữa trước đi. đây là muốn bảo bọn họ tránh mặt. lâm uyển và lâm di đứng dậy. lâm phương lại cau mày. ta không có khẩu vị. tam tỷ và lục muội ăn trước đi. liên quan đến chính sự, người lớn làm gì cho bọn họ ở lại chứ? còn lâm phương hẳn là muốn nghe thêm tin về khang quận vương. lâm uyển và lâm di đi trước. đống ma ma đang lúng túng nhìn lâm phương. điển thị bước tới chấn an con gái con thấy không khỏe thì trở về nghỉ ngơi đi. Vừa nói thì vừa nhìn xuống váy Lâm Phương, váy con bị ướt bao giờ vậy, mau trở về thay bộ khác nào. Lâm Phương thấy không có hy vọng ở lại, đành dề già đứng dậy đi ra. Ba người vừa ra khỏi phòng, cửa phòng nhị lão thái thái đồng thị lập tức đóng lại. Lâm Uyển hỏi ý kiến Lâm Di về chuyện phối chỉ mông. Nghe Lâm Di đề cử vài màu tươi sáng, Lâm Uyển gật đầu, lục muội nói đúng dùng toàn màu trắng cũng không đẹp. Lâm Phương vội vàng thay váy mới trở lại, vừa hay nghe thấy câu này thì cũng đặt mông ngồi xuống ghế, lúc nào rồi mà còn nói chuyện thiêu hầu bao. Không đợi Lâm Di lên tiếng, nàng ta lại nói, tam thúc phụ gặp chuyện như vậy mà muội không lo lắng chút nào ư. Lâm Di trả hầu bao trong tay lại cho Lâm Huyền, lo lắng thì sao? Cũng chỉ có thể ở đây chờ nghe tin thôi. Lâm Phương cười khẩy, muội đúng là bình chân như vậy nhỉ. Như kiến bò trên chảo nóng cũng chẳng giải quyết được gì. Lâm Phương dụ mặt ngồi một lúc lại hỏi Lâm Di, "Muội nói xem, bị rơi xuống sông thì còn cơ hội sống không?" Lâm Di khẽ lắc đầu, "Muội không biết, từ tự hỏi mấy bà tử từ từng trải ấy." Lúc từ Phúc Ninh về kinh, nhà họ phải đi đường thủy không ít lần, bà tử đi theo hầu hạ đều nói hễ rơi xuống nước chắc chắn sẽ mất mạng, đáy sông có quỷ nước nên xác cũng không còn. Lâm Phương ngồi thêm một lúc nữa thì thật sự tìm một bà tử tới hỏi. Bà tử kia lớn lên ở gần sông, có thể thuật tại tường tận con cái nhà ai đi bắt cả rồi chết đuối, nhà ai bị đắm thuyền khi thủy chiều lên, vân vân và vân vân. Bà tử kia nói, làm gì sống nổi, bị nước kéo xuống rồi thì một cọng tóc cũng không tìm được à. Lâm Phương nghe xong tiền không còn gì để nói, nghiêng đầu sang một bên dùng khăn tay cau khóe mắt, nhíu mày nhìn Minh Anh, mở cửa sổ rộng như vậy làm gì, côn trùng bay vào mắt ta rồi này. Tiểu nha hoàn trong phòng vội vàng đi đóng cửa sổ lại. Gần nửa ngày sau, trước khi trở về, lão thái thay nhánh và còn đến phòng tiêu thị ngồi một lát, dặn dò Trần Doãn Viễn, chuyện này không dễ qua ai đấu, cả nhà chúng ta phải cắn chặt răng, biết chưa? Trần Doãn Viễn vốn đã ôm ý định liều chết nên không sợ, ngược lại khiến tiêu thị sợ tái mặt lão thái thái nhánh cả vừa nói vừa nhìn trần doãn viễn cậu hãy nhớ kỹ khang quận vương phụ mật chỉ đến phúc kiến ngoại trừ hoàng thượng và chính khang quận vương không ai biết cả trần doãn viễn dùng mình lập tức tỉnh táo lại vậy lời lâm di nói là thật ư cho nên lão thái thái mới bảo con bé viết thư bảo con hồi kinh nếu không phải tối qua lâm di nói cho ông biết ông đã chẳng thể giữ kín miệng trước sự tra hỏi của mẹ con đồng thị Lâm Di ở một bên hầu hạ lão thái thay nhánh cả uống trà. Tối qua nàng đem chuyện chu thập cửu đến phúc kiến cha án nói cho cha biết, chính là vì sợ cha không giữ được bình tĩnh, thật sự đi tố cáo thành quốc công. Với tính của cha nàng, hễ gặp chuyện liên quan đến triều chính thì lập tức bộc lộ khi khái không sợ chết của quan văn thanh liêm. Lão thái thay nhánh cả nói, thánh thượng muốn điều tra rõ việc này nên chắc chắn sẽ phải người đi hỏi dò cậu đến lúc đó cậu nói ra cũng không muộn trần doãn viễn gật đầu vâng giả hành lễ chào lão thái thái nhánh cả rồi cầm mũ quan nhanh chóng ra cửa tiêu thị dưng dưng nước mắt tiễn đến tận cửa ra vào dõi mắt nhìn theo đến khi bóng lưng của trượng phu khuất tầm mắt mới thôi đến lúc đó cậu nói ra cũng không muộn trần doãn viễn gật đầu vâng giả hành lễ chào lão thái thái nhánh cả rồi cầm mũ quan nhanh chóng ra cửa tiêu thị dưng dưng nước mắt tiễn đến tận cửa ra vào dõi mắt nhìn theo đến khi bóng lưng của trượng phu khuất tầm mắt mới thôi đến khi tiêu thị quay lại lão thái Thay nhánh cả thở dài cô cũng chuẩn bị một chút đi lát nữa tin tức truyền ra người nhà khang quận vương nhất định sẽ tới mời cô sang nhà họ tiêu thị sững người thế con nên nói gì mới phải lão thái Thay nhánh cả bình tĩnh nói tiếp phu quân của cô cũng không biết thì một phụ nữ chỉ ở trong nhà như cô có thể biết cái gì cứ nói mấy câu an ủi chu phu nhân là được tiêu thị gật đầu thưa con biết rồi à lão thay thay nhánh cả dặn thêm đừng để bị người ta dẫn dắt rồi lỡ lời tuyệt đối không nhắc đến thành quốc công cả nhà trên dưới phải nhất trí thì mới có thể qua được ải này tiêu thị lần đầu tiên gặp chuyện lớn như vậy bỗng thấy tay chân lạnh buốt lão thay thay nhánh cả trầm giọng nói nói thế nào cô cũng là chủ mẫu một nhà nếu cả thiên tai ở phúc ninh cũng vượt qua được thì sợ gì mấy trò đấu đá trong nội trạch này chứ về sau ra ngoài cứ ít nói một chút phải biết là họa đều từ miệng mà ra cả phu quân cô có thể trở về hay không còn phải xem cô ứng phó thế nào còn cái cô còn chưa loạn mà cô đã loạn vậy cái nhà này còn dựa vào ai được nữa nghe vậy tiêu thị xấu hổ đỏ mặt lão thái thái dậy rất phải lão thái thái nhánh cả đứng dậy được rồi ta cũng trở về nghĩ cách đây. Tiêu thị và Lâm Di đưa tiễn lão thái thay nhánh cả trở về. Không bao lâu sau liền được tin Trần Doãn Viễn đã bị nha môn bắt lại tra hỏi, tạm thời không thể về nhà. Tiêu thị hay tin thì càng hiểu rõ cảm giác hãi hùng từ tận xương cốt. Nhưng như thế vẫn chưa xong. Lâm Di mới đỡ tiêu thị lên giường nghỉ một cát, lục ngạc gión rén đi tới, khom lưng bẩm báo, bên nhà khang quận vương có phải một vị ma ma tới nói là muốn gặp Tam Thái Thái à? Đến rồi, Lâm Di nhìn về phía lục ngạc, em mời vị ma ma kia vào đi, ta đi gọi mẫu thân. Tiêu thị ở trong phòng nghe tin tiền vội vàng ngồi dậy, để đảm ma ma giúp mình rửa mặt sửa soạn. chương 78, Đụng Độ Tiêu thị thay một bộ vầy màu xanh sẫm thiêu hoa văn chìm rồi cho mời đường ma ma vào phòng. Đường ma ma hành lễ với tiêu thị, tam thái thái, Phu nhân nhà tôi sai tôi đến hỏi thăm thử, không biết Tam thái có biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không, liệu quận vương gia nhà chúng tôi còn có thể. Nói tới đây, Đường Mama lại dùng tay áo lau mặt. Tiêu thị vội vàng mời Đường Mama ngồi xuống, lão gia nhà ta đến nha môn rồi không có tin tức gì nữa, hai vị đại bá tới đó nhiều lần cũng chẳng được gặp, thật sự không biết Tiêu thị thay một bộ váy màu xanh sẫm thêu hoa văn chìm rồi cho mời đường mama vào phòng. Đường mama thất vọng khổ sở, thể biết làm sao bây giờ. Hai người nói thêm vài câu, đường mama lại nhắc tới chuyện muốn bái kiến nhị lão thơ lái thái đồng thị tiêu thị dẫn đường mama đến phòng nhị lão thái thái đồng thị. Nhị thái thái điển thị đang hầu hạ nhị lão thái thái đồng thị uống thuốc, vừa nhìn thấy đường mama thì nước mắt liền rơi lã chã trên khuôn mặt hiền từ của thị nhị lão thái thái đồng thị để đường mama tới ngồi cạnh mình, chu phu nhân bây giờ thế nào? Đường mama buồn bã đáp, phu nhân nhà tôi thương quân vương gia nhất, hôm qua nghe tin xong liền mất xỉu, phải vội vã mời lang trung ngay trong đêm, lang trung nói là bị sợ hãi qua độ nên thành bệnh. Trời chưa sáng đại lão gia đã chạy tới nha môn dò hỏi, ai ngờ lại chẳng hỏi thăm được gì. Quận vương gia nhà chúng tôi xảy ra chuyện mà còn giấu giếm không cho nhà chúng tôi biết là sao? lão gia phu nhân không còn cách nào khác cho nên mới sai tôi tới chỗ lão thái thái đây hỏi thăm nghe xong nhị lão thái thái đồng thị cũng khổ sở dùng khăn lau khóe mắt sao thế này đang êm đẹp lại xuất hiện tại hòa vừa nói bà ta vừa nhìn tiêu thị con theo đường ma ma qua an ủi chu phu nhân một chút đi nói thế nào thì lão tam nhà chúng ta cũng đi cùng với khang quận vương bây giờ chu phu nhân đương nhiên muốn gặp con nhất Đường Mama cảm kích nhìn nhị lão thái thái đồng thị, lão thái thái nói đúng lắm. Chúng tôi khuyên thể nào phu nhân cũng không nghe, cơm chẳng ăn mà nước cũng không màng uống, sắp quy tới nơi rồi. Điện thị luôn không chịu được khi nghe thấy những chuyện thương tâm thể này, lúc trước phu nhân từng nghe ta giảng kinh, ta cũng muốn theo tam đệ muội đi thăm phu nhân. Đường Mama gật đầu, thế thì còn gì bằng, vậy nô tỳ xin về chờ điền thị và tiêu thị đưa đường ma ma ra ngoài sau đó trở lại nghe nhị lão thái thái đồng thị dặn dò bất kể chu phu nhân hỏi cái gì cứ theo tình hình thực tế mà đáp bây giờ lão tam bị giữ ở nha môn nhất định là bị hiểm nghi có liên quan đến chuyện của khang quận vương vì vậy chu gia mới ngờ vực chúng ta nếu có nửa câu ấp úng ở trước mặt chu phu nhân lão tam nhất định không thể trở về điền thị giờ mới hiểu được ý mẫu thân là chu gia muốn hạch tội chúng ta tiêu thị nghe thấy hai chữ hạch tội lòng thầm run lên nhị lão thái thái đồng thị nắm chặt cầu huân hương trong tay hai đầu mày nhíu chặt không phải thì còn có thể là gì chỉ e chuyện lão tam ở phúc kiến làm việc sơ suất bị chu gia biết được rồi khang quận vương xảy ra chuyện như vậy mà nó không lập tức báo lên nha môn địa phương chỉ điểm này thôi cũng đủ bị ngự xử tố tội tiêu thị vốn đã gắng ngượng lắm rồi thêm một chiếc lông vũ rơi xuống cũng sẽ sụp đổ huống chi là những lời như vậy lâm di ở trong phòng nghe nói nhị thái thái điền thị và lâm phương cũng muốn cùng theo đến chu gia nhị lão thái thái đồng thị sợ chu gia đe dọa chưa đủ còn muốn cho điền thị châm mòi thổi gió thêm đây mà có điều lửa này phải canh sao cho vừa bằng không để tiêu thị nói lung tung sẽ khiến toàn bộ trần gia đều bị dính líu vào quất hồng hỏi vậy phải làm gì bây giờ ạ à? Còn có thể làm gì chứ? Trưởng bối đã an bài, còn phản đối được hay sao? Bên ngoài đang đổ mưa, Linh Lung cầm một tấm áo lông cừu màu xanh, Thiêu Hoa Văn Cúc Vạn Thọ đến, nên sửa soạn thế nào để đến nhà Khang Quận Vương ạ? À? Lâm Di nói, cứ như đi dự tiệc bình thường đi, chọn bộ nào? Đơn giản thanh nhã một chút, sau đó nàng chỉ vào đầu mình, chải búi tóc xong loa là được rồi. Bọn họ chuẩn bị xong xuôi, người gác cổng cũng báo rằng xe ngựa đã sẵn sàng. Lâm Di cùng tiêu thị ra ngoài, không hề ngạc nhiên khi gặp nhị thái thái Điền Thị và Lâm Phương ở cửa Thủy Hoa. Lâm Phương mặc một cái áo vàng nhạt đính chân châu, trải búi tóc xoan ốc cố định bằng châm bướm khảm ngọc thạch, bên dưới là váy xòe thiêu hoa phủ dung trắng, khuôn mặt nhợt nhạt không son phấn, nòm yếu đuối đáng thương hơn bình thường. So sánh hai người, phục sức của Lâm Di giản dị trẻ con hơn hẳn. Bốn người cùng nhau lên xe ngựa đến Chu Gia. Xe ngựa tiến vào vùng Đông Thành, hạ nhân đánh xe lập tức cẩn thận hơn. Phải biết ở khu vực này ngoại trừ tôn thất thì toàn là huân quý, và chạm ai cũng không đảm đương nổi. Xe ngựa từ từ chạy đến trước nhà Chu Gia, bốn người xuống xe vào trong. Nội trạch Chu Gia yên tĩnh đến đáng sợ, tất cả nha hoàn bà tử đều cúi đầu mà đi, không ai dám mở miệng nói tiếng nào. Đường Mama đưa nữ quyến Trần Gia đến Nghênh Xuân Đường. Đi qua hành lang, bước lên ba bậc thang lại đến một đoạn hành lang khác, từ đây có thể nhìn thấy một hoa viên nhỏ ở xa xa. Đường Mama nói, đây là thư phòng của quận vương gia chúng tôi, từ hôm qua đến giờ phu nhân cứ ở lì tại đây, nói thế nào cũng không chịu đi. Nghe thấy là thư phòng của Khang quận vương, Lâm Phương nhìn quanh thêm mấy lần, đều là trúc mọc mọc thẳng tắp và các loại cỏ cây lạ lẫm, không hề thấy màu sắc rực rỡ nào. Lâm Phương thoáng xúc động, lần trước trở về từ trịnh gia, nàng ta liền lén đi cùng mẹ mình hỏi thăm không quân. Vương, mong mỏi ngày nào đó sẽ có thể đến nhà khang quận Vương làm khách. Không ngờ lại đến đây trong tình cảnh này. Đường ma ma hơi ngước lên nhìn hai vị tiểu thư trần gia. Trần lục tiểu thư vẫn thản nhiên, còn Trần tứ tiểu thư thì lại xiết khan tay thành nùi ánh mắt ươn ướt liên tục nhìn quanh đường mama hơi sững người không giống như bà ta đã nghĩ đến cửa thư phòng lâm phương càng quan sát cẩn thận hơn thư phòng của ai thì bảng chữ đề bên ngoài thường do người đó viết rèm trúc bên ngoài được nhẹ nhàng xốc lên trong phòng vọng ra một loạt tiếng thở dài theo sau là tiếng ai đó khuyên nhủ phu nhân cần nghĩ thoáng một chút tin tức bên ngoài truyền về chưa chắc đã chính xác, nói không chừng vài ngày nữa quận vương gia sẽ trở lại thôi. Giọng chu phu nhân khán đặc, thuyền đang yên ổn sao lại bị lật chứ? Ta nằm mơ thấy xung quanh triệt nhi toàn là nước, đang chờ chúng ta đến cứu. Đường mama thông báo một tiếng, chu phu nhân mới biết nữ quyến trần gia đã đến. chu phu nhân suy yếu nằm tựa lưng trên giường quý phi, khuôn mặt xương gây non vô cùng tiều tụy. Lâm di theo, Tiêu thị hành lễ với Chu phu nhân. "Mau dậy đi, Chu phu nhân đảo mắt nhìn Tiêu thị, mời trấn Tam phu nhân ngồi." Tiêu thị nghe vậy mới ngồi xuống. Chu phu nhân thấy Tiêu thị lại nhớ đến Khang quận vương, liền cầm khăn che miệng bật khóc thành tiếng. Tiêu thị bước lên khuyên nhủ, "Phu nhân, người cần phải bảo trọng thân thể." Chu phu nhân kéo Tiêu thị lại gần, ngước lên nhìn Tiêu thị bằng đôi mắt trông mong. Trần Tam phu nhân có nghe Trần Tam lão gia nói lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao Nguyên Triệt nhà ta lại đến Phúc Ninh? Trần Tam lão gia tận mắt nhìn thấy thuyền chìm sao? Chu phu nhân tựa như hoàn toàn không biết gì cả. Câu hỏi đơn giản như vậy, Tiêu thị không thể nào nói không biết, đành theo bài soạn lão thay thay nhánh cả đã dậy ấp úng lặp lại, tối qua lão gia trở về chỉ nói rằng Khang quận vương rơi xuống nước, phải báo cho triều đình biết, ngoài ra không nói thêm gì khác. Ngay cả lão Thái thái nhà tôi vặn hỏi cũng không hỏi được gì. Rốt cuộc là thế nào thì tôi cũng không biết. Sáng nay lão gia lại vội vàng đến nha môn, cả nhà cũng chỉ biết chờ lão gia về rồi lại hỏi. Không ngờ bên nha môn lại cho người tới báo, lão gia đã bị bắt giữ rồi. Chu phu nhân vô lực tựa lưng vào gối phía sau, khẽ thở lấy hơi, hồi câu sau mới hỏi: Nghe nói Trần Tam Lão Gia Cúc trước từng nói với Nguyễn Triệt chuyện ở Phúc Ninh, Tam Thái Thái cũng không biết. Khang Quận Vương và cha đều không có đây, không ai có thể đối chất với Chu Phu Nhân. Chu Phu Nhân nói, cái gì chính là cái đó tiêu thị trột giả, quay đầu nhìn đây là chuyện khi nào, sao tôi chưa từng nghe Lão Gia nói tới. Tiêu thị bày dáng vẻ hỏi gì cũng không biết. Chu Phu Nhân nghẹn ngào nói, xem ra chuyện này chỉ có chấn Tam Lão Gia mới biết thôi tam lão gia tới tìm nguyên triệt mấy lần e rằng là liên quan đến chuyện ở phúc kiến nghe nói lần này người đến phúc kiến chân áp thiên tai vốn nên là trần tam lão gia nhưng nguyên triệt lại đề cư nghiêm đại nhân ý nói là cha đến cầu khang quận vương khang quận vương mới âm thầm giật dây để đổi người đối phương nói vậy liền đẩy cha lên đầu ngọn sóng chuyện ở phúc ninh đã thành đều do một tay cha thao túng lâm di nhìn thoáng qua tiêu thị tiêu thị vẫn bình tĩnh cùi đầu, không nói gì. Nàng được nhân ngữ tu tiên sinh và lão thái thay nhánh cả chỉ dạy chút chuyện trên chính trường, nhưng tiêu thị lại không hề biết gì những thứ này, tất nhiên sẽ chẳng hiểu được, cho dù ngậm miệng không nói thì đại hỏa cũng sẽ ấp xuống. Chỉ một câu nói kia của chu phu nhân thôi đã đủ hại chết cha nàng. Lâm Phương không biết từ lúc nào đã rời tới ngồi cạnh chu phu nhân, cầm khăn lau nước mắt cho bà ta. Chu phu nhân kéo tay, "Lâm Phương, tứ tiểu thư cũng lương thiện như mẫu thân mình, Lâm Phương càng thêm khổ sở, nếu Khang quận vương không xảy ra chuyện, Chu phu nhân nhất định sẽ thích nàng ta." Ngoài cửa ra vào loáng thoáng truyền đến tiếng động. Chu phu nhân quả nhiên chọn đúng lúc có người bên ngoài mà nói ra những lời này. Nha Hoàn trong phòng đứng lên đi ra đón khách. Bây giờ không nói thì sẽ không còn kịp. Lâm Di dùng tay áo che đôi mắt đỏ ửng, chỉ trực rơi lệ. Chu phu nhân mới cúi đầu nhấp một hộp trà, một giọng nói yếu ớt bỗng vang lên bên tai, "Chu phu nhân, ngài làm ơn cho phụ thân cháu một đường sống đi." Chu phu nhân lập tức nheo mắt nhìn về phía Trần Lục tiểu thư vừa quỳ sụp xuống đất. Tiếng bước chân ngoài cửa cũng dừng lại, có lẽ đang lắng tai nghe ngóng. Một bé gái nhỏ tuổi có gì mà không thể nói chứ? chu phu nhân có lợi hại tới đâu cũng không thể tranh luận với một đứa trẻ mới mười mấy tuổi đầu. Nghĩ vậy, Lâm Di nức nở nói, phụ thân cháu ở Phúc Ninh ngâm nước nhiều thành ra bị bệnh ở chân, muốn hồi kinh tinh dưỡng, vì vậy lão thái thai nhánh cả mới nhờ và người quen tìm cho phụ thân một chức trong kinh. Lần này phụ thân cháu trở về chỉ để bàn giao công vụ tại cho quan tân nhiệm, đâu phải để chân áp thiên tai, khang quận vương đến Phúc Kiến cũng không phải do phụ thân cháu giật dây. Khang quận vương là vương tồn, còn bọn họ chỉ là huân quý xa sút Nếu chu gia có ý định chèn ép, vậy bọn họ đành phải quỳ xuống cầu xin đường sống thôi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. chương 79, kết quả. Tiếng khóc nức nở của nàng trói tai như thế, tất nhiên đủ lấn áp giọng nghẹn ngào của chu phu nhân khi nãy bất kể là ai đến đều sẽ thấy là cảnh tượng một bé gái mười mấy tuổi đang cuống cuồng sợ hãi cho cha mình mà thôi ánh mắt lâm di buồn bã nước mắt rơi càng lúc càng nhiều phụ thân cháu bây giờ là quan ở kinh thành đâu còn liên quan đến chuyện ở phúc ninh nữa phụ thân đến phúc ninh bàn giao công việc xong chuẩn bị về kinh thì chứng kiến quận vương gia bị đắm thuyền phù nhân chưa thấy nước sông dâng cao bao giờ nên không biết khi ấy nước chảy rất xiết đừng nói là người, ngay cả nhà cửa còn có thể bị nước cuốn mất chỉ trong nháy mắt. Cho dù cha cháu có tìm bao nhiêu ngày cũng hoài công. Người bên ngoài hẳn có thể nghe ra ý trong lời của nàng. Cha nàng vốn chủ động xin đến Phúc Ninh bàn giao công vụ, nếu thật sự có mưu đồ thì tại sao lại chạy đến Phúc Kiến để bị bắt chết chứ? Nếu chu phu nhân đã cố tình nói không rõ ràng để người khác hiểu lầm, vậy nàng cũng chẳng ngại đáp trả bằng những lời mơ hồ. Chu phu nhân muốn lái mọi chuyện thành Khang quận vương bị hãm hại, vậy nàng sẽ lấy lý do nước lên cha và Khang quận vương mới có liên quan tới nhau, mà thiên tai là chuyện chẳng ai dự kiến được cả. Bọn họ không thể cãi lời Chu phu nhân, nhưng Chu phu nhân cũng không thể đoán bừa tình cảnh của Khang quận vương. Một tia sắc lạnh thoáng lóe lên trong mắt Chu phu nhân, xong ngay sau đó liền biến thành vẻ đau thương cùng cực, con bé này, mau đứng lên đi. Chuyện bên ngoài trẻ con như cháu làm sao biết được, ngay cả ta cũng mơ hồ không rõ. Lâm Di khẽ lắc đầu, nếu là bình thường cháu nhất định không dám cầu xin phu nhân. Nhưng phụ thân cháu, khó khăn lắm mới có thể trở về kinh, nói tới đây nàng nhìn Điền thị, chưa đoàn tụ với tổ mẫu và nhà hai vị bá bá được mấy ngày đã. Đã lúc sáng rời khỏi nhà phụ thân còn, còn nhờ hai vị bá bá trông nom người nhà. Nhị bá mẫu cũng nghe thấy mà. Đúng không nhị bá mẫu? Nhị bá mẫu còn nói niệm kinh có thể hóa giải tai nạn. Mọi người thành tâm khấn vái, nói không chừng quận vương gia sẽ trở về. Người chu gia vốn không mời nhị thái thái điền thị, nhưng chẳng phải điền thị đi theo lại đây với cớ muốn niệm kinh cầu an sao? Như vậy ở thời khắc mấu chốt thì phải cố hết sức giúp đỡ chứ không phải mặc kệ nàng. Điền thì còn chưa lên tiếng, Lâm Phương bên cạnh đã ngồi không yên, lập tức lấy thân phận tỷ tỷ ra tạo uy lục muội muội sao muội dám trả treo với phu nhân như vậy chuyện người lớn muội biết cái gì phu nhân nói thế nào muội ngồi nghe là được làm gì có chỗ cho chúng ta xen vào lúc này lâm di mới rụt rè ngẩng mặt lên phu nhân nghe đi ngay cả từ tỷ cháu cũng lên tiếng kia trong nhà ai cũng có thể tùy tiện gian dậy nhà nàng lâm phương giận dữ định lên tiếng nữa thì bị nhị thái thái điện thị liếc nhìn đành nhịn xuống Nhị thái thái điền thị tỏ vẻ khó xử. Tiêu thị đứng dậy đỡ lâm di lên, xin phu nhân đừng tức giận, tôi không biết ăn nói. Lục nha đầu nhà tôi lo cho phụ thân nó nên mới dám đôi co tới phu nhân như vậy. Trần nhị thái thái điền thị đã treo mắc lương thiện thì tất nhiên nên đứng về phía kẻ yếu, cho nên thị cũng lên tiếng. Lục nha đầu nhỏ tuổi không hiểu chuyện, xin phu nhân đừng chấp nhất với con bé làm gì bây giờ chúng ta đang nóng ruột nên ở đây nói mấy câu thế này chứ cuối cùng vẫn phải xem triều đình xử trí thế nào thôi đối đáp kịch liệt vừa rồi đã biến thành tùy tiện nói chuyện vài câu điển thị biết cách giải vây thật điển thị muốn thiết lập quan hệ thân thiết với chu phu nhân liền không mần ngại lấy người bên cạnh làm quân co qua lại thân với tôn thất thì thế nào còn chẳng phải là chơi với hồ không cần thận liền mất mạng hay sao bây giờ tay đắc tội với chu phu nhân nhưng nhà họ sẽ không bị miệng lưỡi của bà ta nhào nặn đúng sai thế nào về sau chu thập cừu trở lại thì đó là chuyện nội bộ nhà bọn họ chu phu nhân ôn hòa bảo lục tiểu thư mau dậy đi đất lạnh lắm con gái như cháu làm sao chịu được tiêu thị rơi nước mắt đỡ lâm di dậy rồi cùng ngồi xuống bấy giờ nha hoàn bên ngoài mới lên tiếng phu nhân ninh bình hầu và phu nhân kiến quốc hầu đến à thì ra bên ngoài chính là hai phu nhân hầu gia nhà huân quý thường qua lại với nhau chu phu nhân có ý muốn qua hai vị phu nhân này để chuyển đến tại thành quốc công đây mà lầm gì nghĩ tới đây lại thầm thở dài chu thập cửu cũng đáng thương thật tại thời khắc mấu chốt mà chu phu nhân cũng chỉ lo làm sao thu lợi trong chuyện này hoàn toàn không hề lo lắng cho sống chết của cháu trai nữ quyến trần gia cần lượt hành lễ với hai vị phu nhân hầu gia hai vị phu nhân hầu ra vừa an ủi chu phu nhân vừa âm thầm dò xét mẹ con trần thị trong phòng một nhu nhược một con nhỏ chu phu nhân có ý định đổ tội mọi chuyện lên đầu trần ra đây mà phu nhân kiến quốc hầu như bỗng nhớ tới gì đó liền hỏi tiêu thị tam thái thái nhà cô ở phúc ninh nhiều năm như vậy có từng gặp trường hợp nào bị nước cuốn mất mà vẫn bình yên vô sự không tiêu thị vội vàng gật đầu đáp có 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 a à. Lâm gì cũng nói theo, mỗi lần lũ lụt ập đến đều có không ít người bị tách khỏi người thân, nhưng sau đó lại tìm được nhau. Quận Vương Gia là cát nhân thiên tướng, nghe vậy Chu Phu Nhân không nhịn được lại rơi nước mắt. Lâm Phương ở một bên dâng trà rót nước, nhiễm nhiên thành một người con dâu ngoan hiền. Lát sau Điền Thị nói muốn giảng kinh cầu bình an, vô cùng hợp ý Chu Phu Nhân. Cứ thể sau khi ở Chu Gia một ngày, hai mẹ con Điền Thị trở nên thân cận với Chu Phu Nhân hơn ban đầu rất nhiều. Sau khi từ Chu Gia trở về, Lâm Di đi thẳng tới chỗ nhánh cả. Thế nào, lão thái thái đưa một chén canh nấm tuyết hạt sen cho Lâm Di. Hàng hùm ổ sỏi à, Lâm Di kể lại chuyện ở Chu Gia rồi nói. Chu phu nhân không thích đứa cháu trai khang quận vương này như bề ngoài. Lão thái thái nhánh cả cũng nói thẳng, tất nhiên không phải con trai ruột mà lại nắm giữ tước vị tôn thất không có con thừa tự thì phải nhận con của nhánh để kế thừa tước vị nhánh của khang quận vương không còn người tước vị sẽ rơi vào nhà nào không cần nghĩ cũng biết nếu khang quận vương thật sự chết rồi chu phu nhân chỉ cần rũ sạch các điểm bất lợi là có thể ngồi mát ăn bát vàng hiện giờ chỗ bất lợi nhất chính là trở thành kẻ địch của thành quốc công Chu phu nhân cố ý nói Lái Thành là cha cháu lôi kéo Khang quận vương đến Phúc Kiến điều tra, nói cách khác bà ta muốn ám chỉ rằng Chu gia không hề có ý định đối đầu với Thành Quốc công, nhiều nhất phía họ chỉ bị cho cháu lừa nhận lời che giấu cho cha cháu, cho nên họ mới có hành động như vậy mà thôi. Lâm Di dụi hai mắt, đã rửa sạch phấn tay rồi mà vẫn còn sót thể này, cho nên bà ta muốn đưa cha cháu vào chỗ chết, cha cháu chết, mọi chuyện liên kết thúc nàng lo âu nhìn lão thái thái nhánh cả cho dù cháu đã phản bác lại lời của chu phu nhân cha cháu ở nha môn vẫn gặp nguy hiểm chưa hẳn lão thái thái nhánh cả đưa tay chỉnh sửa lại cổ áo cho lâm di khang quận vương xảy ra chuyện trịnh gia và lâm gia đều như chim sợ cành cong bọn họ tất nhiên sẽ tới chỗ hoàng thượng thưa chuyện rõ ràng tuy cũng biết vậy nhưng lâm di vẫn lo lắng không thôi lão thái thái khen ngợi nàng cháu làm tốt lắm. Để cho chu phu nhân biết, dẫu ra cảnh xa sút nhà chúng ta vẫn không phải dặn mặc cho người ta ức hiếp. Lâm Di nghĩ đến ánh mắt chu phu nhân nhìn nàng hôm nay, tóm lại sau khi chuyện này qua đi, ít gặp hạng người đó thì tốt hơn. Nàng đặt chén canh nấm tuyết hạt sen xuống một bên, mệt mỏi nói, cha cháu thích ăn cái này nhất. Lão thái thay nhánh cả thở dài, lần này cho cháu có thể bình yên trở về thì cũng phải mất một lớp da rồi một kép. Chu phu nhân ngồi lau tẩy son phấn dày cộm trên mặt, lau sạch thì vẻ tiểu tụy lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt thâm trầm, mày cau chặt. Thân ma ma khom lưng nói, "Trần tử tiểu thư hỏi thăm nô tỳ bên chúng ta có tin tức của quận vương gia không?" Trong khi Trần Lục tiểu thư lại chẳng hề nói gì. Mắt bà ta lấp lóe, nô tỳ thấy Lục tiểu thư không phải là dạng dễ đối phó, nói câu nào cũng đối chọi gay gắt với phu nhân hết. Y vào tuổi còn nhỏ liền dở chiêu một khóc, hai nháo, ba treo cổ. Có thể quỳ xuống nói ra những lời kia, bà ta đúng là đã xem thường con nhãi đó. Chu phu nhân liếc mắt nhìn thân ma ma, con nhóc đó có thể lớn gan như thế, tám trên mười phần là đã được tin gì rồi. Thân ma ma đảo mắt, chẳng lẽ quận vương gia vẫn bình an. Chu phu nhân cười lạnh, thằng đó từng nói thật với ta bao giờ chưa? Cho dù có định răng bẫy thành quốc công, nó cũng sẽ không nói trước cho ta biết." Thân ma ma khoanh tay hỏi, "Vậy phải làm sao bây giờ à?" Chu phu nhân nói, "Chờ xem đi, diễn đủ rồi tự nhiên sẽ có tin tức thôi." Tin Khang quận vương ở Phúc Kiến bị rơi xuống sông truyền ra, kinh thành lập tức dậy sóng, thỉnh thoảng lại có người âm thầm hỏi thăm tin tức từ hạt nhân Trần gia. Hoành ca ở thư viện cũng bị vây quanh hỏi han suốt ngày, tiêu thị cầu cứu nhà mẹ đẻ cũng không thấy có tác dụng gì từ khi đến nha môn đến nay trần doãn viễn vẫn chưa thể về nhà có kẻ nói khang quận vương là bị người ta hãm hại cũng có kẻ nói là quỷ thần nhúng tay vào đủ loại suy đoán bay tứ tung trịnh thất tiểu thư khóc muốn cạn nước mắt gửi mấy lá thư cho lâm di đều kể về chuyện lúc trước của khang quận vương nhờ vậy lâm di mới biết cuộc đời khang quận vương long đong thế nào thế mới nói cả vương tôn quý tộc cũng có chỗ khổ chỉ được mỗi bề ngoài trong phong quang mà thôi. Huệ Hòa quận chúa cũng vì chuyện này mà bệnh nặng một trận, tin tốt duy nhất xảy ra ở Trịnh gia gần đây chính là sau khi Trinh nương lại đánh chửi nha hoàn trong phòng Trịnh Tam gia, suýt nữa đã khiến nha hoàn phải nhảy giếng thì Trịnh lão phu nhân không thể nhịn được nữa, cho người đưa mẹ con Trinh nương trở về Trử gia, chấm dứt thời gian Trịnh nương làm mưa làm gió ở Trịnh gia. Trịnh gia tỏ rõ ý chỉ tuyển vợ hiền, nếu chủ gia lo về hôn ước giữa hai nhà thì cứ chọn một người hiền lương trong tộc của họ để gả, Trịnh gia sẽ tuyệt đối không nói hai lời. Trong gia tộc họ Trừ quả nhiên có người muốn trèo cao làm thân với Trịnh gia, không ngờ lại bị mẹ con Trinh Nương biết được, bị hai mẹ con mắng trời rằng vì lợi ích mà hùa nhau ức hiếp cô nhi quả mẫu. Chuyện ở Trừ gia nhất thời cũng bị người ta bàn tán xôn xao, ồn ào từ đầu đường đến cuối ngõ chỉ thị đánh nhau sứt đầu mẻ chán trịnh gia lại hết sức thanh tịnh lúc nhắc chuyện này với lâm di lão thái thái nhánh cả chỉ nói bà già kia làm chủ mẫu chừng ấy năm chuyện này sao làm khó được bà ấy chứ nếu chuyện này xảy ra trước khi cha bị giam lâm di chắc sẽ cảm thán một phen nhưng bây giờ nàng thật sự không có tinh thần chỉ mong ngóng kết quả điều tra chuyện ở phúc kiến thôi cũng may không phải chờ quá lâu cùng với một cơn mưa thu nhóm quan binh từ Kinh Thành đến Phúc Kiến tìm kiếm khang quận Vương Phụng Hoàng Mệnh mở cửa kho bạc nơi đó, nhìn thấy bạc trong kho chỉ còn lại một nửa. Vụ án ở Phúc Kiến đang từng bước được vạch trần, Trần Doãn Viễn cuối cùng cũng được nha môn thả ra, cùng trở về Trần Gia với ông còn có một vị khách không mời mà đến. chương 80, ném không đi. Bị tra tấn mấy tháng, Trần Doãn Viễn đã gầy sộp đi, quan bào mặc trên người trở nên rộng thùng thình, đi trên đường cũng loạn choang. Nhìn thấy tiêu thị và hai con, ông thấy như vừa trải qua mấy kiếp. Thời gian ở nha môn ông nghe được đủ loại đồn đãi, trong chiều có vị đại nhân liều chết thỉnh cầu thánh thượng tra rõ vụ án ở Phúc Kiến, thẳng thường tố rằng ở đó có vài huân quý biến địa phương thành vùng trời của riêng mình, nuôi ý định tách khỏi đại chu. Vị ngôn quan kia lỗi lại chuyện thái tổ cùng thân tín tắm máu chiến đấu để tạo nên giang sơn này chuyển thành tổ ba lần thân chinh bảo vệ Đại Chu, chuyển cao tông gian nan giữ vững sự nghiệp ra sao, nếu lãnh thổ Đại Chu mày may bị sứt mẻ, thì một là không thể đối mặt với các vị tiên hoàng, hai là không cách gì bồi tội với bách tính. Tận khi hoàng đế cũng chảy mồ hôi hột, vị ngôn quan kia mới chịu ngừng. Nhưng vị ngôn quan kia cũng bị người ta dội nước bẩn ngay tại chỗ, tổ ông ấy chỉ vì muốn tạo thành danh mà bất kính với hoàng đế hôm ấy vị ngôn quan kia đã quỳ trước của cung gần ba canh giờ trước khi ngất siêu. Nghe xong Trần Doãn Viễn không khỏi cảm thán, luận tài ăn nói và ý chí sắt thép, ông thật sự không sánh bằng ngôn quan. Ngôn quan thẳng thắn bộc trực không sợ sai, thời khắc mấu chốt có thể dựa vào miệng lưỡi linh hoạt để giữ mạng. Lão thai thai nhánh cả nói rất đúng, không có công phu miệng mồm cỡ ấy, ông vẫn nên yên phận là một huân quý xa sút thì hơn lần này có thể gặp sứ thần hoàng thượng phái đến cũng là nhờ ông lấy công trạng của Trần Gia lúc trước ra bảo đảm, dùng tên tổ tông mà thề về lòng trung thành tuyệt đối. Cộng thêm vào thời khắc mấu chốt, ông thẳng thắn bày tỏ ý kiến rằng Khang Quận Vương ở Phúc Kiến là bị kẻ khác hãm hại, ông mới được hoàng thượng che chở, chịu đựng thêm một thời gian, cuối cùng cũng bình an trở về nhà. Trần Doãn Viễn ở trong phòng nhìn tiêu thị giúp mình thay y phục sạch sẽ, ngồi xuống ghế uống trà con gái tự tay rót cho cha. Ông thỏa hãn thở hắt ra một hơi, đúng là không đâu bằng ở nhà. Trận này ban đầu ông suýt nữa đã chọn con đường chết, cũng may ông không phải loại người mắt mù trong thời điểm mấu chốt. Sau khi được lão thái thay nhánh cả phân tích thiệt hơn rõ ràng, ông đã chọn con đường có cơ may sống sót nhiều nhất. Trong phòng khách, Lâm Di dâng trà cho cha xong thì cũng quay sang rót một chén cho khách vị khách ngồi trên ghế mặc loại trường sam văn sĩ thường mặc từng hành vi cử chỉ đều lộ ra phong thái của con cháu dòng dõi thư hương khí chất ôn hòa nhã nhặn hoàn toàn không giống hạng có thể làm ra những chuyện thấp hèn như thuê mướn tặc phi làm việc cho mình nhớ tới lần trước lâm đại lão gia đưa trượng phu mình về rồi dẫn tới trận phong ba với một đứa đào hát lần này tiêu thị đề phòng hơn hẳn sợ lâm đại lão gia lại mang tới tai họa gì nữa lâm đại lão gia luôn miệng khen ngợi trần doãn viễn trần huynh khi khái thật mấy ngày nay mọi người đều âm thầm tán thưởng trần huynh đấy chuyện ở phúc ninh có thể tra ra được đều là công lao của trần huynh cả nói cứ như biết được toàn bộ chân tướng vậy nào có nào có trần doãn viễn khoát tay không liên quan gì đến tôi đó là nhờ nghiêm đại nhân can đảm đứng ra vạch trần mọi chuyện hoàng thượng anh minh dùng thần binh mới có kết quả như vậy Lâm gia bị cuốn vào chuyện này ngay từ đầu, y vào quan hệ trên triều nên cũng coi là mò được chút lợi ích. Chẳng qua giữa đông đảo môn quan thanh liêm tham gia tố cáo, bọn họ không nổi bật cho lắm, chưa kể trước đó còn có bể bối liên quan đến tạc phi. Khó trách vì sao giờ họ lại tới đây lôi kéo quan hệ. Đang ngồi một bên nghe cha và lâm đại lão gia hàn huyên, lâm di bỗng thấy lâm đại lão gia đảo mắt nhìn thoáng qua nàng, Trần Huynh có một trai một gái ngoan thật nghe vợ tôi nói trần lục tiểu thư cùng cỡ tuổi với tam tỷ nhị nhà tôi đúng không câu nói này lập tức khiến máu trong người lâm di như bị rút cạn ở kiếp trước lâm đại lão gia cũng nói hệt như vậy sau đó liền có tin lâm gia chính thức mỏ lời cầu hôn với cha nàng lâm gia ra ám hiệu mấy lần nàng đều tìm cách cự tuyệt tại sao chuyện kiếp trước vẫn diễn ra dòng dõi thư hương như lâm gia không nắm chắc thì trưởng bối trong nhà sẽ không ra mặt đề cập việc hôn nhân với bên đối tượng đặc biệt là gia chủ như lâm đại lão gia bởi một khi phía đối tượng từ chối hai nhà tiền sẽ trở mặt thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cả hai gia tộc trần doãn viễn cũng hơi giật mình lâm đại lão gia nói tiếp trần huynh tĩnh dưỡng cho thật khỏe đi mấy ngày nữa mời huynh sang phủ ngồi chơi chúng ta hàn huyên nhiều hơn lần này ngay cả tiêu thị cũng nghe ra chỗ bất thường lâm đại lão ra đứng dậy cáo từ mấy ngày nay thanh ca nhi bị bệnh nặng bằng không cũng cùng tôi tới đây rồi mấy lời quan trọng thường được nói trước khi chia tay như vậy mới để lại ấn tượng sâu hơn lâm chính thanh lại muốn giờ thủ đoạn gì đây đưa tiễn lâm đại lão ra xong trần doãn viễn trở về phòng trong tiêu thị ân cần săn sóc trượng phu Hoành ca và Lâm Di đã lâu không thấy cha nên cũng ở một bên góp lời. Tiêu thị ngắm nghía khuôn mặt tiêu tụy của Trần Doãn Viễn, mấy ngày qua lão gia đã chịu khổ rồi. Trần Doãn Viễn thở dài nói, bà và các con cũng gầy kia. Chỉ một câu nói liền khiến tiêu thị đỏ vành mắt. Một tháng qua đối với tiêu thị hệt như một năm, song bà vẫn cắn răng chịu được áp lực từ nhị lão thái thái đồng thị, ngậm miệng không nhắc tới chuyện của trượng phu cũng chẳng gây ra bất kỳ nhiễu loạn nào. Trần Doãn Viễn nghe kể lại, ánh mắt mang theo cảm thán, tiểu Tiêu thị rốt cuộc cũng thấp thoáng tác phong như người vợ đã mất của ông. Tiêu thị chạy chăn đệm ra muốn trượng phu nằm xuống nghỉ ngơi, song Trần Doãn Viễn lại khoát tay từ chối lên tinh thần bắt đầu hỏi han chuyện học của Hoành ca. Vốn tưởng Hoành ca sẽ vì chuyện này mà để việc học bị ảnh hưởng, ai ngờ kết quả lại hoàn toàn trái ngược với dự kiến của ông con trai tiến bộ không ít so với lúc trước. Trận này qua đi, người trong nhà ai cũng thay đổi ít nhiều. Vì muốn để cha nghỉ ngơi sớm, Hoành Ca và Lâm Di lần lượt trở về phòng mình. Tiêu thị ở một bên xoa bóp chân cho trượng phu, Trần Doãn viện nghĩ đến tai ương lần này, vành mắt liền hơi cay cay, thật lâu sau mới hồi thân. Tiêu thị bỗng hỏi, sao lão gia lại trở về cùng với Lâm Đại lão gia vậy? Lâm gia nhờ con trai của một người bạn cũ đứng ra bảo lãnh cho tôi trước mặt hoàng thượng, chắc Lâm đại lão gia hay tin nên mới. Ngược kép. Tiêu thị gật đầu, vậy tính ra chúng ta thiếu nợ Lâm gia rồi. Trưởng tử của Lâm gia năm nay thi hương đậu hạng nhất, nhưng nghe nói thằng bé lại trầm uất đến mức sinh bệnh. Trần Doãn Viễn đột nhiên nhắc tới chuyện này. Tiêu thị tất nhiên không nghe ra ẩn ý trong câu này, sao lão gia biết? Trần Doãn Viễn phiền muộn đáp: Lâm đại lão gia nói. Lâm đại lão gia không những nói một lần mà trước khi cáo từ còn nhắc thêm lần nữa, Trần Doãn Viễn càng cảm thấy kỳ quái hơn, Lâm Di và trưởng tử Lâm gia từng gặp nhau sao? Tiêu thị đáp, gặp được vài lần qua các buổi tiệc. Trần Doãn Viễn trầm ngâm nói, hôm nào bà hỏi Lâm Di một chút xem, hẳn có chuyện gì đó chúng ta không biết. Tiêu thị lập tức hiểu được, vội vàng khoát tay, không thể nào đâu, lão gia yên tâm đi lâm di hành xử luôn rất cẩn thận ngay cả lão thái thai nhánh cả cũng khen con bé hoài mấy ngày qua nếu không nhờ lâm di cái nhà này chẳng được bình yên như thế đâu tất nhiên trần doãn viễn hiểu tính nết của con gái mình chẳng qua ông vẫn thấy bất an hỏi một chút cũng không sao ông luôn cảm thấy lâm đại lão gia có ẩn ý gì đó tiêu thị gật đầu nếu lão gia vẫn bận tâm vậy ta sẽ cho người tới lâm gia dò hỏi một chút xem thế nào trần doãn viễn ngẫm nghĩ ừ thế cũng được trở lại phòng mình lâm di gọi linh lung tới hỏi mẹ nuôi của em rất quen thuộc đường nước trong kinh đúng không khoảng thời gian này lâm di có ý định để mẹ nuôi của linh lung chú ý động tĩnh trong kinh làm quen với hạ nhân của nhiều nhà để có gì về sau dễ hỏi thăm tin tức hơn linh lung đáp lần trước em nghe mẹ nuôi nói bà có không ít đồng hương trong kinh thỉnh thoảng lại tụ tập với nhau ăn bữa cơm Nàng vừa nói vừa giúp Lâm Di đổi một bộ váy áo bằng lụa vàng, "Em gọi mẹ nuôi đến đây nhé." Lâm Di ngồi xuống mép giường, nhờ mẹ nuôi Linh Lung đến Lâm gia. Đã gần như quyết định xong Lâm Di lại đổi ý ở thời khắc cuối cùng, "Để sau đi. Bây giờ không thể tùy tiện manh động, ngộ nhỡ bị phát hiện thì ngược lại còn bị đối phương bắt chẹt." Lâm đại lão gia nói ra những lời như vậy, cha và mẹ nhất định sẽ tìm cách hỏi thăm. Kiếp trước nàng gả vào Lâm gia cũng là do phía Lâm gia chủ động thuyết phục cha. Cho nên bây giờ nàng phải suy nghĩ thật kỹ tình hình lúc ấy rốt cuộc là thế nào, hình như Lâm gia có nhờ vả một vị trưởng bối Trần gia, đến cùng là ai nhỉ? Càng suy nghĩ Lâm Di càng nhận ra, dường như nàng chưa từng làm rõ chuyện ở kiếp trước. Sau khi Lâm Chính Thanh thiếu chết nàng, vị tiểu thư Trần gia mà hắn muốn cưới là ai? Rốt cuộc Lâm gia đang tính toán cái gì? Trần Doãn Viễn trở về, nhị lão thái thái đồng thị cũng vui mừng gật gù, là tổ tông Trần Gia phù hộ. Sau tấm bình phong, Lâm Phương nhàn nhã bóc vải ăn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lâm Di, chờ một lúc thì không nhịn được nữa, thấp giọng nói, mấy ngày qua cha ta bận đến mức chân không chạm đất, nhờ vậy tam thúc phụ mới được thả ra đấy. Bản lĩnh của nhị bá phụ đúng là không tệ, ông ta vốn đang ở một bên xem náo nhiệt, vừa nghe nói cha nàng được thả là lập tức ra mặt báo công kể lể lại mấy ngày qua mình chạy trọt móc nối quan hệ như thế nào có thể nhờ ai đều nhờ cả ông trời rốt cuộc vẫn không phụ người có tâm nhị lão thái thái đồng thị hăng hái bổ sung thêm rằng nhị thái thái điển thị ở trong phật đường cầu nguyện đến quên ăn quên ngủ nhờ vậy phật tổ mới hiển linh ai nghe được mấy lời này cũng sẽ tin tưởng mấy phần có nhị lão thái thái đồng thị khen ngợi không ngớt miệng thế nào trong tộc trần thị cũng có người tán dương nhị bá phụ xứng đáng là một huynh trường hai mẹ con họ đã tính toán kỹ lưỡng cho dù cha nàng có trở về hay không họ luôn có cách trục lợi cho bản thân thảo nào nhị lão thái thái đồng thị lại thích nhị thái thái điền thị đến vậy kinh phật của điền thị vào thời khắc mấu chốt luôn có thể dùng để thêm thắt chốt màu sắc cho bất cứ chuyện gì lâm phương bực bội vì nha hoàn bóc vải chậm đẩy đĩa vải sang chỗ lâm di bóc vỏ giúp nào bây giờ cả nhà nhị bá phụ là ân nhân của nhà nàng lâm di đành chọn một quả vải lớn nhất trên đĩa cẩn thận bóc vỏ lâm phương cười đắc ý bây giờ không phải mùa vải mỗi lần trong nhà có món ngon theo lẽ thì phải chia đều cho các vị tiểu thư nhưng hộp đưa tới chỗ nàng ta là lớn nhất ma ma cầm hộp tới còn cười nói từ tiểu thư thích ăn vải nhất mà đúng không trái vải khá nóng, ai ăn không quen sẽ bị nhiệt, chỉ mình từ tiểu thư phủ chúng ta mới có lộc ăn thế này thôi. Hai nhà đầu linh lung với quất hồng biết chuyện thì lập tức sôi máu, có mấy trái vải mà cũng không tha. Lúc ấy linh lung nói với Lâm Di, có gì hiểm lạ đâu, lúc chúng ta ở Phúc Kiến có vải ăn quanh năm đấy thôi, mắc gì chúng ta phải tị nạnh với cô ta chứ. Lâm Di bóc vỏ xong, Lâm Phương sảng khoái giơ tay ra nhận ai ngờ lâm di lại cho quả vải vào miệng mình vừa ăn vừa nhíu mày ngọt quá ăn hết chỗ vải này thì eo sẽ phì ra cho mà xem lâm phương vốn định phát tác nghe vậy liền nhìn lâm di chằm chằm thật à linh lung đứng bên cạnh nhanh nhảu tiếp lời từ tiểu thư không biết đâu đồng liệu của tam lão gia ở phúc ninh có cô con gái rất thích ăn vải eo vị tiểu thư kia to cỡ thùng nước ấy lâm phương trao mày lập tức bỏ quả vải trong tay xuống lấy khăn cau tay. Một tháng vừa qua tâm trạng Lâm Phương luôn rất tệ, nhưng từ hôm qua cô nàng bỗng nhiên vui vẻ trở lại. Lâm Di bâng quơ nói, hôm nay hình như tâm trạng của tử tỷ khá tốt. Nghe nhắc tới chuyện này, Lâm Phương tiền đỏ mặt, cầm khăn che miệng cười ôn ăn, muội không biết à. Nghe nói khang quận vương. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.